Rồi sau đó mọi tất cả ý tranh thủ nhau và lên đọc để đỡ tốn thời gian ha. Rồi sau khi đọc xong nắm được ý nghĩa nội dung của bài, chúng ta đi vào chi tiết. Rồi xin mời Đông Kiều bắt bài và mời tất cả quý vị cùng nhau quan hỷ lên nha. Nam mô Phật. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Vâng, xin đọc bài. Người phân hệ chúng sanh. Bú ca la phê đồ. Bú hề tu ca nam hề tu ca nam cha ba na tha tu ya cha wa na ni che wa a pa na cha wa na ni cha na lắc tàn tí tất cả nhà na sầm ba dứt tá quý bà cà ni cha su ra tu dần bức ra tu dần ba na nhà na bức ba dứt tá ni cha ma hà quý bà cà ni na lấp hàn tế. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, tập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh tuần thế ấy, trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tứ hề tứ kề xứ cha ni na sa hòa năng cú sa la cú sa la ca la na ni cha na lắp bàn thì tí ta thà xề ca phúc phúc ca nà ngũ già cho nà ni đi phía ta xâm ba đi ta đi chi chi cha cha qua nà ni ta xề ca nà a nà gà ni đức cha là nà ta nà ta ti ha cha qua nà ni cha lá lắc hàm tí. Lời quốc ta cha qua nà ní cha dắt hà sa ca Maria Maria nà nà ê quá phân ngốc bắt chàn tì tí. Với lời vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập động tốc di tác không phát sanh đến hạng phàm nhân u thức chá ná và hạng hữu hậu xê khát, những chập chá quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khát. Đối với vị an hàm không thể có cháu ná liên hợp với sân, nhưng các cháu ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase ta na cha tu cha ta li sa se kha na tu bi se cha ban nha sa va se sa na cha tu bần nhà sa sầm ca hòa a yàn ép tha tu ca la phê đồ. Tùy trường hòa phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 loại tâm khởi lên hạng hữu học, có 56. Ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Kính chào thầy, xin chào các lớp. Các bạn xin đọc bài. Người Quốc Ba Lá Phê Đô Phân Hạng Chính Sông. Chú Hề Chú Ca Nam Hề Chú Ca Nằm Chá Bá Nát Thá Quý Già cha quan nà ni chề quá áp ta nà cha quan nà
ni cha na lấp phàn tí phát hà nhà na sàm bà giúp tá giúp bà cà ni cha chú gá ti dần đức gá ti dần ban nà nhà na quýt bá giúp tà ni cha na ha giúp bà cà ni na lấp phàn tí nơi đây với những người mà thích tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập di tóc tóc hành tâm và an chỉ tóc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú những tâm quả liên hợp với chi kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tư hề, tư kề, chú chắc, kỳ nha, xa hoa năng, cú sa la, cú sa lá, chá quá nà, ní chá ná, lắp hàm, tì, tí, tát hà, xề cá, út thúc, chá nà, nàng vi già, chá quá nà, ní ít thí gắt tá, sàm bà, dút tá, quý chí, kích già, chá quá nà, ní chá xề khà, nàng, á nà gà, ní bút ra là, nàng, má ná, bá tí khá, chá quan nà ni chá ná lấp phàm tí lô khúc ta rát chá quan nà ni chá giá thà sát khám má ri già nàng ê quá xa mút bách tràn tì tí. Với bạch vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thích tái sanh với ba nhân tạo duyên không có động tóc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chậm động tốc di tác không phát sanh đến hạng phàm nhân bi thúc cho ná xe khác đối với Anaham không thể có chá vá ná liên hợp với sanh, nhưng các chá vá ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase kha năng chát tú chát tà li sa se kha năng út vi se chát bần nhà sa quá se sa năng chát tú bần nhà sa sàm phá hòa a dằng ép phá bút ra lá phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng chúng sanh. Xin hết. Dạ con Nông Triệu xin kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin đọc bài. Người Phúc Ca La Phê Đồ Phần Hạng Chúng Sanh Tu Hề Tu Cà Nam Ma Hề Tu Cà Nành Cha Ba Nét Tha Quy Già Cha Quan Nà Ni Chề Ba Nà Cha Quan Nà Ni Cha Nà Đắp Phàm Tí Ta Thà Nhà Nà Sạm Ba Dứt Ta Vi Bà Kha Ni Cha Su Ga Ti Dần Phúc Ga Ti Dần Ta Na Nhà Na Vi Ba Vi Tà Ni Cha Ma Hà Vi Bà Kha Ni Cha Lấp Phàm Tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập bi tác tóc hành tâm và an chỉ tóc hành tâm không phát sanh, cùng thấy ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tư hề tư kề su cha kỳ nà sa hòa nằng cu sa là cu sa la cha văn nà ni cha năng đắp phàm tì tí tát thà sề ca u thúc cha nà nằng uy già cha văn nà ni đi thi ta sầm ba yết ta uy chi kích chà
Chavana nicha se khana Anaya mi buddhala nam panapatika chavana nichana lapham ti Lokuttara chavana nichayatha sakamariyana eva samuppacchanti ti. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốt thiện hay bất thiện phát sanh, cùng cái ấy những chập động tốt duy tác không phát sanh đến hạng tầm nhân, duy thức chân á và những hạng hữu học xê khác, những chập chân văn á liên hợp với tài kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khác. Đối với vị A-na-hàm không thể có Chavana liên hợp với sân, nhưng các Chavana sư thế chỉ nhân vật thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Nhà sát sầm phong bà dằng ếp tháp bút tên lá phê ô đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm cỡ lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ con đã học xong, con xin xuống đây. Alo. Chào chào thầy Kinh. Chào cả lớp. Cả lớp có nghe không ạ? Dạ, Long Kiều bót bài giùm anh cái Long Kiều. Người Bugala phê đô phân loại chúng sanh. Đu hế tú ca ná ma hế tú ca nhàn chá pa nế thá kri già chá quá nà ní chề quá áp pá nhà giá quá ná áp pá nhà giá quá nhà ní chá ná lá phàn tí tát thà nhà ná sầm bá giúp tá quý bà cà ní chá su gá tí dầm đu gá tí dầm bà ná nhà ná quý bá giúp tà ní chá má hà quý bà cà ní ná thành tí. Những thức tây nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hế tú kề xú chá khi nhà xá quá năng cú sa là cú sa lá chá quá nà ní chà ná lá phàn tì tí tát thà xề cá bú thú chá nà nằng kri già chá quá nà ní đi thi gát tá sầm bá yút tá quý chí kít chà giá quá nà ní chá xế khà nằng an nà gà mi pú gá lá nằng bá ná bá tí gá bá tí khá giá quá nà ní chá ná lá phàn tí lô cú tá rá chá quá nà ní chá giá thà sá cá má rí giá nằng ề quá sầm mú bà dằn tì tí. Giới bậc vô nhiễm a la hán, những trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên
không có động tốc hiện thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân, bú thú chá ná và hạng hữu học xê khá. Những chập chá vá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khá. Đối với vị A-na-hàm, không thể có chá vá ná liên hợp với sân. Nhưng các chá vá ná siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A xế khà ná chá tú chá tà lì xá xế khà má nú đí xê chá bành nhà xà quá xế xà nhằn quá xế xà nằng chá tú bành nhà xá sầm phá hòa á dầm á thá phú gá lá phề đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A La Hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56. Ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, em con kính cảm ơn thầy Kinh, kính cảm ơn cả lớp đã lắng nghe, cảm ơn Long Kiều đã post bài. Em xin xuống mic. Nam mô Bích Thay Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, nguyên như con xin kính lễ thầy Kinh, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Người Bút Gá Lá Phê Đồ phân hạng chúng sanh. Du hề tu cà nằng á hề tu cà nằng chá bành nhất thác quý già chá quá nà ní chề quá ấp bá nà chá quá nà ní chá ná lắp phần tí tá thà nhà ná sầm bá dút tá quý bà cà ní chá xú gá tí dằn đúc gá tí dằn bá ná nhà ná quýp bá dút tà ní chá má hà quý bà cà ní ná lắp phần tí. Nơi đây, với những người và thức tái sanh, do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thấy ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề xú chá khi nà xá hòa nằng cú xá là cú xá lá chá quá nà ní chá ná lấp phần tì tí tá thà xề khá bú thút chá nà nằng trí già chá quá nà ní đích thí gá tá sầm bá dút tá quý trí kích chà chá quá nà ní chá xề khà nằng á nà gà mí bút gá là nằng bá ná bá tích khá chá quá nà ní chá ná lấp phần tí lồ cuốt tá rá chá quán nà ní chá giá thà xá cá má rí già nàng ề quá xá múc bách chăn tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thấy ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hàng phàm nhân, bú thuốc chá nát và những hạng hữu học xê khát, những chập chá quá nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khát. Đối với vị A-na-hàm, không thể có chá quá ná liên hợp với sân, nhưng các chá quá nát siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Á xê khà nằng chá túi chấp tà lì xá xề khà nằng út đí xề chá bành nhà xà quá xề xà nằng chá tú bành nhà xá sầm phá hòa á dằn á giá mề tháp bút gá lá phề đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56,
Ngoài ra, những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng chúng sanh. Dạ, con đã đọc bài xong. À, Nguyên Như xin kính tri ân anh Đồng Triều đã post bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, alo ạ. Alo. Alo, dạ. Dạ, con cảm ơn thầy Kinh, con cảm ơn cả lớp. Dạ, con xin đọc bài ạ. Người Bukkala Phê Đồ phân hạng chúng sanh. Đu hề tu cà nam ma hề tu cà nành cha ba nét. Thakriya chana chawana niche wa apana chawana nichana lap phan titatha nhà na sam bayut tawipa ka nicha sugati yang dukati yang pana nhà na wip bayut ta nicha maha wipa ka nina lap phần tí. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Ti hề tu kề su cha khì nà sa hòa nằng cu sa là ta la cha hoa nà ni cha na la phạ ni cha na la phàn tì ti ta thà sề kha bu thu cha nà nằng kri dạ cha hoa nà ni đi thi ga ta sầm ba yut ta vi chi kích cha Chawana nichase kha nang anaga mibuk gala nang banabatik kha chawa kha chawana nichana lapanti lokutara chawana nichayatha sakamariya nang ewa samup chàn tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có đồng tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy, những chập đồng tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân Bhutthuchana và hạng hữu học Sekhas, những chập Chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị say khác. Đối với vị Anaham, không thể có Chawana liên hợp với sân. Nhưng các Chawana siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệp tùy theo mức độ chứng ngộ. Với bậc vô nhiễm... Ủa, cái này trùng với phần trước ạ. A se kha nang chatuchatta li sa se kha namut di se chabanya sa se sa nang chatubanya sa sam pha hòa ayame tha buk gala phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên. Hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, hết ạ. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic ạ. Kính mời vị kế tiếp lên ạ.
Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhung đã cho con biết tín hiệu ạ. Người Bút Gá Lá Về Đồ Phân Hẹn Chúng Sanh. Đu Hề Túc Cà Nam Ma Hề Túc Cà Nành Chá Bá Nét Thá Rí Già Chá Quá Nà Ní Chề Quá Áp Bá Nà Chá Quá Nà Ní Chá Ná Lắp Phàn Tí Tá Thà Nhà Ná Sầm Bá Dút Tá Quý Bà Cà Ní Chá Xú Gá Tí Dần Đúc Gá Tí Dần Bá Ná Nhà Ná Quý Bá Dút Tà Ní Chá Ma Hà Quý Bà Cà Ní Ná Lắp Phàn Tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với trí kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hệ túc kề số chất khi nà xá quả năng cú xá là cú xá lá cha quá nà ni cha na lắp bàn tì tí ta thà sệ khá bút thú cha nà năng kri dạ cha quá nà ni đi thi gá ta sầm bá yút ta quý chí kích trà cha quá nà ni chê sệ khà năng a nà gà mi bút gá là nàng pa na pa ti khan cha wa nè ni cha na la phan ti lo ku ta ra cha wa nè ni cha ya tha sa ka ma ri ya nam e wa sam mu pa tran ti ti. Với bậc vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những tập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân bút thút trá ná và hạng hữu học xê khát, những chập trá quá nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khát. Đối với vị ana hàm không thể có trá quá ná liên hợp với sân, nhưng các trá quá ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A xê khà nằng cha tu chấp tà lì sa xê khà nam mút đi xê cha bàn nhà xà quá xê xà nằng cha tu bàn nhà xá xàm phá hòa a dần ết tháp bút gá lá phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56. Ngoài ra, những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài giùm Châu. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính chào thầy kinh và chào cả lớp. Dạ con xin đọc bài. Người Bút Gá Lá Phê Đồ Đu Hề Tu Cà Nam Ma Hề Tu Cà Nhành Quan Chích
cha ba mẹ nề thà viết già cha qua nà ni trề qua áp bà nà cha qua na ni na cha su gia ti dằng đức gia ti dằng ba na nhà na quýt ha đức bà ni cha ma ha quý bà cà ni na la phàn tí. Nơi đây những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Ti hề tu kề su cha khi na sa hòa nằng ku sa là ku sa la cha wa na ni cha na la phàm ti ti tất thà sề kha bút thu cha na nằng ni ni già cha wa na ni đích thi ga ta sầm ba du ta út ta vi chít ta chít cha cha wa na ni cha se kha năng a na ga ni bút ga la năng ba na ba ti ga ta wa na ni cha na la phàm ti lo cút ta ra cha wa na ni cha wa tha sa ka na ri ya năng ê qua sầm út ta tràn tì tí vô bậc. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập động tốc di tác không phát sanh đến hạng phàm nhân thúc thúc cha cha ná và hạng hữu học xề khác, những chập quá cha ná liên hợp với tà kiến và loại và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xề khác. Đối với những vị ana hàm không thể có quá cha ná liên hợp với sân, những nhân các quá cha ná siêu thế, chỉ những thánh nhân mới có thể chứng nghiệm theo mức độ chứng ngộ. A sê kha năng cha tu cha ta li sa sê kha nam mu di sê cha bành nhà xà quá sê xà năng cha tu bành nhà sa sầm phá hòa a dằng ít tháp bút ga la phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 56 hoặc 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con đã đọc bài, cảm ơn Đông Triều post bài. Con xin nhìn người khác. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con Minh Trang, và trước hết con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào Thầy Kinh và toàn thể Đạo Tràng.
Dạ, con xin đọc bài và con mới vô nên con không biết là mọi người đọc chưa. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn Đông Triều đọc phát bài. Người bút cá lá phê đô phân hạng chúng sanh. Đú hê tú cà, ná má hê tú cà, nành, chá bá nát, thác, kri già, chá quá nà, chí, ní chê, quá áp, bá nà, chá quá nà, ní chá ná lá phàn tí, tá thà, nhà ná sầm bá dút, tá quý bà cà, ní chá su gá tí dần, đúc gá tí dần, bá ná nhà, ná quýt bá dút, bà ni cha mà hà quý bà cà ni la phật ni na la phàn tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện trú, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề su cha kỳ nhà kỳ nà xá hòa nằng cú xá là cú xá lá quách cú xá lá chá quá nà ní chá ná lòng bàn tì tí tá thà sẽ cấp bút thút thút cha nà nằng ri già cha wa nà ni tít thi ga ta sầm ba yút ta quy kích ta quy chích kích cha cha wa nà ni cha sắc cha sẽ cà nằng a nà gà mi bút ca là nằng ba na ba tí kha Banabati kau chao. Để con đọc lại. Banabati kha chao wa na ni cha na la phan ti lo kut tara wa cha na ni cha yatha sakamari ya nam e wa sam e wa sam mok pat chan ti ti. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh, đến hạng phàm nhân. Bút thút chá ná và hạng hữu học. Xê cát. Những chập quá chá ná liên quan với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các loại xê cá. Đối với vị A-na-hàm không thể có chê quá ná liên hợp với sân, nhưng các chê quá ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A-xê-ca-năng chát chát tà lì sa sê ca nam mút tí sê cha bàn nhà sa quá sê sa nằng cha tu bàn nhà sa sầm phá hòa a dằn ác tháp bút ca la phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên. Hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại là 54 loại tâm. Đây là những phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, dạ con cảm ơn thầy Kinh. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài ạ. À. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng, con xin xuống mic ạ. Con có đọc sai, con kính mong thầy sẽ chỉ dạy ạ.
xa thứ, xa thứ. Rồi chắc hết ai hả quý vị? Chắc là ngày đọc ha. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào bài mới. Rồi chúng ta học về người khổ, về cái cách thức của người khổ, tâm tục sinh như thế nào trong cái đời sống bình nhật nó ra sao. Mình đã học xong về người khổ. Thì hôm nay chúng ta bước vào cái số 2 là người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân là Sugati Ahe Tukabuk Galak. Người lạc vô nhân. Rồi, xin dòng ha, mình ghi chữ Sugati. Hai chấm. Sugati. Hai chấm. Và trạng thái hạnh phúc. Là ý nghĩa của chữ Sugati là một cái trạng thái hạnh phúc. Rồi, về Ahe Tukka là vô nhân. Như tâm vô nhân nha, Ahe Tukka Chittang, Ahe Tukka vô nhân. Rồi, búc cái lá là người. Búc cái lá là người. Búc cái lá là người. À, như vậy mình ráp vô toàn bộ cái chữ Sugati Ahe Tukka Bukkala. Ghi luôn nguyên cái dọc ra trong ba cái đó ráp lại thành một cái mệnh đề luôn ha. Thì đó là người có nhiều an lạc hơn người khổ. Người có nhiều an lạc hơn người khổ. Phải cái. Người có nhiều an lạc hơn người khổ. Không bị chịu những thống khổ như người khổ. Không bị chịu thống khổ như người khổ. Rồi, đó là định nghĩa sơ lược về cái người khổ, người lạc vô nhân. Rồi thì giờ tới tâm sinh. Hai quý vị, tâm tục sinh của người lạc vô nhân là tâm gì đây? Quý vị có biết không? Hello, nhiều có nói rồi nha. Tâm tục sinh của người lạc vô nhân là tâm gì? Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Xa thú, xa thú ha. Quá giỏi luôn. Rồi, ghi vô ha. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Đây chính là cái tâm làm cái phận sự tục sinh cho người lạc vô nhân. Là tâm tục sinh ha, ghi là ha. Rồi xuống dòng trú xứ hai chấm, cõi nhân loại và tứ thiên vương bậc thấp. Cõi nhân loại và tứ thiên vương bậc thấp. Tức là cái người lạc vô nhân này, có mặt ở cõi nhân loại mình có nè. Ngay cả cõi trời tứ thiên vương bậc thấp ha, những cái bậc sống thấp dưới đây nè, thì cũng có người lạc vô nhân. Cho nên trú xứ có hai cái loại trú sanh như vậy. Rồi xuống dòng có ba loại sanh. Một là thai sanh. Mở ngoặc cõi nhân loại, đóng ngoặc. Hai là quá sanh. Cõi tứ thiên vương, đóng ngoặc. Ba
sắc hóa sanh, sắc hóa sanh, mở ngoặc cõi vô tưởng đóng ngoặc. Cõi vô tưởng, sắc hóa sanh thành trong cõi vô tưởng ha. Riêng cõi này ha, riêng cõi này phải tục chỉ có sắc, phải tục chỉ có sắc sanh, gồm hai chấm. Phải tục chỉ có sắc sanh gồm hai chấm, tức là gọi sắc hóa sanh đó. Phải tục chỉ có sắc sanh gồm hai chấm. Sắc mạng quyền, sắc mạng cộng sắc nghiệp, sắc mạng quyền cộng sắc nghiệp cộng sắc âm dương, cộng sắc âm dương cộng sắc vật thực, cộng sắc vật thực, cộng sắc vật thực ha. Mở ngoặc đóng ngoặc cái, mở ngoặc là không có sắc do tâm sanh, đóng ngoặc lại cái, mình ngoặc là mình nói cái là không có sắc do tâm sanh, được xếp vào nhóm người lạc vô nhân, được xếp vào nhóm người lạc vô nhân. Được xếp vào nhóm người lạc vô nhân. Vì không có tâm tục sanh nên không có nhân. Vì không có tâm tục sanh nên không có nhân. À, tức là nói về khỏi vô tưởng đó. Không có tâm tục sanh nên không có nhân. À, được xếp vào cái nhóm người lạc vô nhân. Thì qua ba cái loại sanh này đó của cái người lạc vô nhân đó, thì ở mặt ở cõi nhân loại có, ở cõi nhân loại có, đúng rồi đó. Nhưng mà khác nè, khác búp bê cái chỗ là nó có sắc mạng quyền nha, nó có cái sắc để nó gìn giữ lại sống, búp bê không có đó. Búp bê không có. Rồi về ba cái thai sanh nè, cái thai sanh này ở cõi nhân loại đó, thì người lạc vô nhân thì có mặt ở cõi nhân loại. Sanh ra có người lạc tục sinh bằng tâm quả thiện vô nhân, sanh ra là người lạc vô nhân, hoặc là cõi quá sanh ở cõi tứ thương vương, cõi trời tứ thương vương, cõi trời thấp nhất á, thì có những cái loại chúng sanh là người lạc vô nhân, nhưng mà thuộc về quá sanh chứ không có thai sanh. Cõi vô tưởng á, là chỉ có sắc sanh thôi, tức là cõi này khi mà tử sanh lên đây là lên cõi trời vô tưởng thì chỉ có sắc mạng quyền là cái chính để gìn giữ cái đời sống sắc pháp đó ha. Rồi sắc do nghiệp tạo, trong quá khứ mình tạo nghiệp gì đó thì sắc nghiệp nó phát sinh. Rồi sắc âm dương là sắc sắc về vật chất, âm dương nóng lạnh rồi đó. Rồi sắc vật thực, sắc mà để sắc dưỡng tố để nó nuôi cái vật thực, nó nuôi cái sắc pháp đó, nhưng mà không có sắc do tâm sinh. Đúng rồi, hỏi người ta đắc ngũ thiền đó, nhưng mà vì do họ có sự hiểu sai, họ nguyện là chết mà nguyện sao không có tâm, do chính như vậy họ rơi vào trong cái cõi vô tưởng, sanh vào cõi vô tưởng giữ sắc thôi, và chính vì do như vậy họ không có sắc do tâm sanh, và vì không có tâm tục sinh, không có tâm tục sinh nên không có nhân, thì cho nên người ta xếp vào loại người lạc vô nhân, tức là người xếp chung vô nhóm, tức là bởi vì không có nhân thì kêu là lạc vô nhân, nhưng mà thật sự họ không phải là tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Mà họ tục sinh là không có tâm, không có tâm tục sinh, do cái phát nguyện mà nguyện lực mạnh quá của vị đắc ngũ thiền á, vị đắc ngũ thiền của tâm nó ghê lắm cái gì, mạnh lắm. Mình mình cũng cẩn thận đừng nguyện ẩu, nguyện cho gì đó, có bài gì hát gì đó, nguyện như sao làm cây thông đứng giữa trời mà reo gì đó ha, nó thành cây thông thiệt, thôi rồi xong rồi.
À, nên là đó là cái vấn đề tại sao người người vô tưởng, cõi trời vô tưởng mà bị được xếp vô nhóm người lạc vô nhân là như vậy. Bởi vì họ không có cái tâm, không có tâm thực sinh, thành ra không có nhân. À, không có tâm thì không có nhân, thì cho nên xếp vô nhóm đó thôi. Chứ mà thật sự nó không phải giống như vậy đâu. Rồi xuống dần đánh qua thị rồi dần cái. Không thể đắc thiền hay đạo quả. À, tức là người lạc vô nhân thì không thể đắc thiền hay đạo quả. À, thì người này tục sinh bằng tâm quan sát và sống hóa thiện vô nhân, cho nên người này tu ở nào tu cũng không thể đắc được cái gì hết, không thể đắc thiền hay đạo quả bất kỳ gì. Rồi xuống dòng đánh qua thị đầu dòng, có dị tập bẩm sinh. À, tức là người, những người sanh người lạc vô nhân nhỉ. À, xét lại có người mà thấy rõ nhất, có dị tật bẩm sinh, sanh ra đuôi bù hay là sức môi sức mũi hay bị dị tật gì đó trong lúc mà thọ thai đó. À, thì có dị tật bẩm sinh. Rồi xuống dòng, trong đời sống bình nhất, trong đời sống bình nhất trong đời sống bình nhất tâm hai chấm xuống dòng tâm tâm trong đời sống bình nhất nha, tâm thực sinh là qua rồi ha, bây giờ tâm trong đời sống bình nhất tâm hai chấm có 41 tâm, có 41 tâm. Từ từ ha, ok. Sẽ thấy chậm lắm, sao nhanh vậy ta? Phải nói chậm rì. Tâm có 41 tâm. À, rồi 12 tâm bất thiện có không quý vị? Hello, 12 tâm bất thiện có trong người lạc vô nhân không? Có đủ không? Có đủ không? Có đủ không? Hay là không có tâm si? Có đủ không? Có đủ, hay quá, ta công nhận người chàng giỏi quá. Ví dụ mà luôn, nhất định không chịu ví dụ. Rồi, có đủ 12 tâm bất thiện. Rồi, ghi số nha, 12 tâm bất thiện. Rồi, 18 tâm vô nhân có đủ hết không? Alo, 18 tâm vô nhân có không? Trừ sinh tiếu, hay quá bạn, dân giỏi quá, chính xác ha, 17 tâm vô nhân thôi, trừ sinh tiếu ra, nhưng mà mình có 17 tâm vô nhân, không có tiếu sinh tâm luôn, quá dữ, chính xác ha. Rồi ghi ra ha, 17 tâm vô nhân, mở ngoặc trừ vi tiếu. Rồi rồi tiếp theo là tám thiện dục giới tịnh hảo có không? À, là tám thiện dục giới tịnh hảo có không, hay là chỉ có bốn thôi, tám hay có bốn? May Bến Tre không đủ. May Bến Tre cho có bốn. À, có bốn, cái hàng có đủ hả? Quyền Tràng có bốn. Thì sao có bốn được? Lấy lý do tại sao mình nói vậy có bốn? Tâm trong đời sống bình nhật nha, nhớ. Tâm trong đời sống bình nhật. Lý trí. Thì lý trí đúng rồi, hợp lý có không? Hợp lý có thể có hay không? Có thể có, đúng vậy, có thể, chứ sao mình là không nữa. Mình có thể như thường, như Bồ Tát mà ta sanh làm thú, lần này kia, còn lần còn có. Cũng gì là những người lạc vô nhân. Vì như vậy, tám tâm thiện dục giới tịnh hảo là có luôn, ghi vô luôn.
hiếm thôi, nhưng mà vẫn có chứ không phải không có. Tám tâm thiện với tâm rồi. Rồi tiếp đến gì? Tám tâm quả thiện dục giới tình hảo có đủ không? Tám tâm quả thiện dục giới tình hảo. Không, thì có nhiều, có nhiều. Có bao nhiêu đây? Có bốn thôi, đúng vậy, xa thú có bốn thôi, đúng ha. Rồi, bởi vì không thể nào có tâm quả ly trí được, bởi vì tâm quả, ế không thể nào có tâm quả hợp trí, thì hợp trí mà chỉ có bốn tâm quả ly trí thôi. Khi nó làm việc na cảnh hay là việc mót, nó không có, cho nên trừ ra cái bốn tâm quả thiện ly trí ra, ế bốn quả thiện hợp trí, cứ nói láng nói lộn, là giữ lại bốn quả thiện ly trí. Do nó làm việc na cảnh, làm việc mót, việc na cảnh cho người lạc của nhân này. Quả hợp trí thì không có, quả hợp trí thì có cao hơn. Rồi, như vậy là mình có được 41 tâm, 12 bất thiện, 17 vô nhân, 8 thiện dục giới tình hảo, 4 quả thiện ly trí. Đủ chưa? Đủ chưa? Đếm đủ chưa? Về tâm sở thì có đủ ha, tâm sở thì tất cả tâm về tâm sở có đủ 52. Vì nó làm việc na cảnh cho để khỏi mình gọi lại mình không biết tại sao. Muốn tâm quá dục giới lý trí làm việc na cảnh. Đó, vậy đó, vậy đó mới nhớ chứ thôi. Không nhớ. Tâm sở thì có 52. Rồi, đó là đầy đủ tâm trong đời sống mình ha, có đầy đủ không? Rồi, xuống dòng, có 11 loại người lạc vô nhân. Có 11 loại lần nha, chứ không phải là có 11 loại người lạc vô nhân. Xuống dòng. Số thứ nhất là người mù bẩm sinh. Người mù bẩm sinh, cái chữ này đây. À, chắc chắn khá là người mù bẩm sinh. Tức là khi sinh ra không có thần kinh nhãn. À, khi sinh ra không có thần kinh nhãn. Khi sinh ra không có thần kinh nhãn. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái. Về thai sanh, tức là người mù bẩm sinh đó, về thai sanh. Chuyện lấy chữ Bali luôn cho nó rõ ràng ha. Về thai sanh. À, là cái chữ đó. Tại sao gấp ráp cái chữ đó vô gấp phát xây giác cá và về tại sao gấp phát xây giác cá từ khi tục sinh, tức là từ khi cái sắc na tâm tục sinh đó, từ khi tục sinh trong vòng 3 tháng, từ khi tục sinh trong vòng 3 tháng mở ngoặc 11 tuần đóng ngoặc lại, sắc thần kinh nhãn không sanh thì lúc đó được gọi là người lạc vô nhân, thấy không? Là về thai sanh thì từ khi tục sinh trong vòng 3 tháng hay là 11 tuần sắc thần kinh nhãn không sanh, tức là khi mà đối với hạng thai sanh thì những người lạc vô nhân, khi mà tục sinh làm người lạc vô nhân, xác định người lạc vô nhân thì từ khi tục sinh cho đến trong vòng 11 tuần 3 tháng, nếu mà lúc đó cái sắc thần kinh nhãn nó không sanh
hai gánh mới bảo luôn chắc thượng nhãn không sanh thì người đó xác định chắc chắn là người lạc vô nhân. À, là một thứ nhất ha. Rồi quý vị ghi kịp chưa? Ghi kịp tiếp theo. Mấy cái này là rất là quan trọng ha, mình cần nắm những cái tư liệu ha. Rồi, thai sanh là gấp phát xê giác cá từ khi tục sinh trong vòng 3 tháng, 11 tuần ha. Thì sắc thần kinh nhãn không sanh, tức là cái hệ thần kinh nhãn nó không có sanh được. Mặc dù có con mắt nhưng mà không có thần kinh, không có hệ thần kinh, là như mù ha. Đó, gọi là người mù bẩm sinh, chắc chành thác. Do nghiệp chứ, cái này là do nghiệp hết. Do nghiệp, do thuốc, do thuốc đâu tính được. Được chưa? Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng tiếp ha, nãy gạch đầu dòng chưa? Về thai sanh ha, rồi về hóa sanh và thấp sanh. Về hóa sanh và thấp sanh. Đó, hai chữ nó giao luôn. Tấp ba ba tí cá và xăm xê xanh và thấp xanh, tức là những cái loài người lạc vô nhân mà thuộc về hóa xanh và thấp xanh. Hai chấm ngay giây phút tục sinh, tức là chính ngay giây phút tục sinh luôn, không có sắc thần kim nhãn xanh lên thì lúc đó mới tính là người hóa xanh hay thấp xanh, là xanh ra là bị liền ha, tức là không có liền. Ngay giây phút tục sinh không có sắc thần kinh nhãn sẽ lên. Rồi, đó là người mù bẩm sinh đó, là cho biết là có hai loại, loại mà thai sanh thì có thể tính được tới trong vòng tới 3 tháng. Trong 3 tháng, nếu mà qua 3 tháng mà là kinh nhãn không sanh thì xếp vô loại người lạc vô nhân. Nhưng mà loại hóa sanh pháp sanh thì tính ngay lúc tục sinh liền, chứ không có tính sau đó nữa. Rồi, đó là người mù bẩm sinh. Cảm chưa? Số 2 là người điếc bẩm sinh. Người điếc bẩm sinh. Chắc chá phát thi rắc cá. Chắc chá phát thi rắc cá. Người điếc bẩm sinh. Thì cũng giống như người mù bẩm sinh nha. Cũng giống vậy thôi ha. Người điếc bẩm sinh cũng giống vậy thôi. Giống như thế. Rồi tới số 3 là người không có thần kinh tỷ trong lỗ mũi nha. Người không có thần kinh tỷ bẩm sinh. Chắc cha kha ná cá. Người không có thần kinh tỷ bẩm sinh, tức là cũng vậy, khi sinh ra không có cái thần kinh tỷ, không có ngửi được mùi đó. Cũng giống như cái trên ha. Nhớ ráp cái chữ vô chung luôn đều cho khỏi lộn xộn ha. Người có thần kinh tỷ bẩm sinh là chắc cha kha nó cá, ráp vô nãy thôi không biết nằm đâu. Đúng rồi đó. À, sao ha, đó là người thứ ba. Rồi thứ tư là người đần độn bẩm sinh. Người đần độn bẩm sinh. Cái chữ này. Người đần độn bẩm sinh.
chắc 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 là cát chắc 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 là cát người đàn ông bẩm sinh hai chấm là người khi sinh ra người này là người khi sinh ra đã ngớ ngẩn đã ngớ ngẩn chẳng có chút thông minh người sinh ra đã ngớ ngẩn chẳng có chút thông minh thậm chí không thể đếm được từ 1 đến 10 đó là người đần độn bẩm sinh mà sinh ra là ngớ ngẩn giống như khùng khùng ha không có một cái sự thông minh nhé người đần độn bẩm sinh rồi tới người câm bẩm sinh là số 5 người câm bẩm sinh số 5 là người câm bẩm sinh chắc cha mù gác cát người câm bẩm sinh chắc cha mù gác cát người câm bẩm sinh rồi số 6 người điên bẩm sinh người điên bẩm sinh người điên bẩm sinh chắc cùm mắt tất cả chắc cùm mắt tất cả là người điên bẩm sinh và người sanh ra là điên sanh ra là người điên này chứ không phải người bình thường người điên bẩm sinh được chưa alo ghi kịp chưa người điên bẩm sinh thì như nãy giờ mình có được 7-6 người đó người điếc người thần kinh người câm và người điên bẩm sinh rồi tới số 7 là người vô tính người vô tính vô tính không có tính không có... người vô tính bành đất cát người vô tính tính nhưng mà tính nha chứ không phải niềm tin nha tính người vô tính bành đất cát là người không có bộ phận sinh dục nam hay sinh dục nữ là người vô tính là người không có bộ phận sinh dục nam hay bộ phận sinh dục nữ người vô tính người này sinh ra là hai cụ quý không có nè người vô tính này do nghiệp ác quá khứ nào đó mình không biết người vô tính rồi số 7 ha rồi tới số 8 là người lưỡng tính người lưỡng tính bây giờ người lưỡng tính Ufato Biyan Chanaka Ufato Biyan Chanaka người lưỡng tính là người không có bộ phận sinh dục cố định là người không có bộ phận sinh dục cố định phải cái khi nam tính mạnh khi có nam tính mạnh đó, thì bộ phận sinh dục nam xuất hiện phải khi nam tính mạnh thì bộ phận sinh dục nam xuất hiện khi nữ tính mạnh thì bộ phận sinh dục nữ xuất hiện người lưỡng tính
Khi nữ tính mạnh thì bộ phận sinh dục nữ xuất hiện. Đó là người lưỡng tính. Người lưỡng tính được phân ra có hai loại người lưỡng tính. À, cho mình rõ ràng luôn ha, để nó còn mù mờ lắm ha. Có hai loại người lưỡng tính. Dòng gì có hai loại người lưỡng tính, hai chấm. Đi kịp chưa? Alo. Cái này là rất là đặc biệt sao? Chúng ta chưa từng để biết tới cái này. Kim Dung ghi kịp chưa? Thiên Trang ghi kịp chưa? Mới nghe tiền thì đúng rồi. Này là trong cũng té xỉu, chép té xỉu luôn. Rồi mình chờ đợi chút xíu, giờ chẳng biết giờ mình mới ngâm cứu lại cái vụ này là vụ do những cái nghiệp lực trong quá khứ nó cho những cái chúng sanh rất là đặc biệt, rất là quá dị. Bởi vì trên thế giới này nó có nhiều chuyện mà chúng ta không tưởng tượng nổi, nhiều hay ghê lắm. Nhiều hạng loại những chúng sanh. Rồi như vậy là mình có được hai loại người lưỡng tính. Lưỡng tính này mình nói là người lưỡng tính là có loại mà không có bộ phận sinh dục cố định ha. À, thì giờ mình xuống là có hai loại người lưỡng tính. Một là nam lưỡng tính. Hai chấm. Nam lưỡng tính có thân tướng người nam, tức là có thân tướng người nam, có thân tướng người nam, phải cái đây có thân tướng người nam phải, nhưng khi gặp người nam dục cảm phát sanh, nhưng khi gặp người nam dục cảm phát sanh, nhưng khi gặp người nam dục cảm phát sanh, thì bộ phận sinh dục nữ hiển lộ. Thì bộ phận sinh dục nữ hiển lộ, tức là nó là nam, nhưng mà nó là lưỡng tính, có thân hình như là người nam đàng hoàng, nhưng mà khi gặp người nam mà nó khoái phát sinh dục đó, thì lúc đó bộ phận sinh dục nữ nó hiển lộ, đó là kêu là nam lưỡng tính. Nghe nói thì ớn vậy ha, dễ sợ. Tức là nói, tướng người nam đàng hoàng ngon lành ha. Ngon tướng tả rồi, cao ráo, khỏe mạnh dữ dội, nhưng mà khi gặp người nam khoái bộ phận sinh dục nữ nó hiển lộ, đập đá vào nhau ha. Rồi số 2 là nữ lưỡng tính. Nữ lưỡng tính 200. Nhiều loại lắm, mình đâu có tưởng được. Mình đâu có tưởng tượng được. Thực tế là giờ nữ lưỡng tính nè, nữ lưỡng tính hai chấm nè, có thân tướng người nữ, từ ngon lành ha, tướng thân tướng người nữ đẹp đẽ là ha, tộc ta eo là đà đủ thứ, nhưng khi gặp nữ nhân phát sinh dục cảm thì bộ phận sinh dục nam hiển lộ. Cái này mới là kinh khiếp hơn ha. Có thân tướng người nữ, nhưng khi gặp nữ nhân phát sinh dục cảm thì bộ phận sinh dục nam hiển lộ. Này cũng là dễ sợ mà ha. Nhưng mà thấy người nghiệp thì đúng là Đức Phật nói là quả thật là nghiệp là bất khả tư nghị, không có thể cho những cái mà mình ớn luôn, thấy nổi da gà. Là nữ lưỡng tính, tức là khi người đó có thân người nữ đàng hoàng, cũng tóc dài, cũng tướng đi ẻo lả ha, cũng mềm mại chân tay đủ thứ,
Nhưng mà khi mà gặp nữ nhân mà nó phát sinh cái tâm mà nó khoái nhỏ nó rồi, nó khoái cô nào rồi, thì cái bộ phận dục nam nó hiện lộ. Đây được gọi là nữ lưỡng tính. Đau đau tùy theo chứ, anh tôi cái tâm dục sinh này đó, tâm dục sinh như thế nào đó. Trong cái thời gian ngắn ngủi vậy đó, nó nếu vậy thì nó sẽ là người lạc phu nhân. Được chưa? Đó là nữ lưỡng tính, nam lưỡng tính, nữ lưỡng tính ha. Đúng rồi, phước lớn người bình thường là phước lớn chứ không phải giỡn. Bây giờ Đức Phật nói phước sanh làm người, phước sanh làm người nam, phước sanh làm người nữ, chứ đừng có sanh làm lưỡng tính rồi xong. Người hàng giữa là mạnh lắm. Rồi xuống dòng nha, mình đánh qua thị đầu dòng nha, đánh qua thị đầu dòng nha. Cái này là quan trọng nè, đánh qua thị đầu dòng cái này. Rồi đánh qua thị cái này là tính sao? Người nữ lưỡng tính, người nữ lưỡng tính. Cái này nhớ là trong cái nhóm người lạc phu nhân nha quý vị. Còn có những trường hợp nó phải là người lạc phu nhân nha, nó về sau nó mới bị được, cái đó mình không có tính vô đây nha. Người đánh qua thị, đánh qua thị nè, người nữ lưỡng tính có thể làm cho nữ nhân khác mang thai. Người nữ lưỡng tính có thể làm cho nữ nhân khác mang thai hoặc chính họ cũng mang thai. Xỉu. Người nữ lưỡng tính có thể làm cho nữ nhân khác mang thai hoặc chính họ cũng mang thai. Bởi vì người nữ lưỡng tính mà, thì khi mà nó gặp người nữ nó phát sinh bộ sinh dục nam nó hiển lộ, thì nó có khả năng nó làm cho người nữ khác mang thai, hoặc là người nữ khác, hoặc là người nam khác làm cho họ có thể mang thai được. Thì như vậy là người nữ lưỡng tính. Bởi vì nó có hai bộ phận ha, chứ không phải một. Cho nên đó là người lưỡng tính có thể làm cho nữ nhân khác mang thai hoặc chính họ cũng mang thai được. Thì mới nghe chứ đâu ra nghe này, trong chú giải trong kinh không. Rồi xuống dòng, đánh qua thị rồi dòng cái nữa. Người nam lưỡng tính, người nam lưỡng tính chỉ có thể làm cho người nữ khác mang thai, riêng họ thì không. Người nam lưỡng tính chỉ có thể làm cho người nữ khác mang thai, riêng họ thì không. Bởi vì nó là nam, nó là nam mạnh hơn, nên nó không có thể mang thai được. Người nam lưỡng tính chỉ có thể làm cho người nữ khác mang thai, riêng họ thì không. Đó là chúng ta phải biết rõ về cái gọi là lưỡng tính, nam lưỡng tính, nữ lưỡng tính. Nó có những cái trường hợp rất là đặc biệt hi hữu, chúng ta khó mà biết được mấy cái này. Đó là nói về người lạc phu nhân thuộc về lưỡng tính. Và số mấy là ấy, số mấy, số 8 ha, số 8. Rồi tới số 9 là người trung tính. Số 8. Rồi tới số 9 là người trung tính. Là người trung tính. Nó bùm sắc cá bành đắc cá, người trung tính. Nó bùm sắc cá bành đắc cá, ráp vô thì ráp chữ vô. Rồi. Nó tương tự như người vô tính, nãy mình đọc ra đó, tương tự như người vô tính. Không có bộ phận sinh dục nam hay nữ. Không có bộ phận sinh dục nam hay nữ. Hay là người vô tưởng cũng được xếp vào đây ha, hay là người vô tưởng. Vô tưởng thì không có nam nữ gì đó, mà chỉ là sắc pháp ha, người cũng xếp vô chung. Thì như vậy người trung tính là người nó không có những cái bộ phận này, không có nam hay nữ, không có hai cái bộ phận đó. Này là cái
dễ sợ quá, sanh ơi, có cha mẹ sanh ra có mấy đứa con như thế này thì chắc chết luôn. Đã không biết sao nuôi đây. Đây là sếp vào trong cái nhóm mà gọi là người lạc vô nhân ha, người lạc vô nhân do những cái nghiệp lực trong quá khứ nó sanh ra những cái chúng sanh như vậy. Chưa chép xong chưa? Người vô tính hả? Người vô tính đó là vô tính thì sao có được? Người vô tính không có sắc nam sắc nữ gì đó. Người vô tính. Người vô tính bị nghiệp cưỡng lấy cưỡng lấy sắc sắc tính nè, ra tiêu tùng. Nghiệp lấy mất nè. Nam cũng không có, nữ cũng không luôn, thì thôi rồi, như là thôi rồi là lượm ơi. Rồi chưa, xong chưa, xong không? Rồi tới số 10, người cà lâm bẩm sinh, người cà lâm bẩm sinh, mâm mắt cá, người cà lâm bẩm sinh, tức là người này tục sinh ra là có cái nghiệp là sinh ra là khi mà nói là cà lâm, cà lâm, cà lâm, cà lâm, cà lâm như vậy, không có nói bình thường được. À, thì được xếp vào trong nhóm người lạc của dân luôn, là người cà lâm bẩm sinh. À, là người cà lâm bẩm sinh. Rồi, tới số 11. Người phi hảo lạc Atula. Người phi hảo lạc Atula. Người phi hảo lạc Atula. Vinibhatika Sura. Vinibhatika Sura. Người phi hảo lạc Atula. Là hạng Atula. Là hạng Atula. Sống theo núi non, rừng rậm, sông rạch, vân vân vân. Là hạng Atula, như là hạng Atula, Atula đó, sống theo núi non, rừng rậm, sông rạch. Nhưng có thân hình quá dị. Nhưng có thân hình quá dị. Nhưng có thân hình quá dị. Lắm gái. Đời sống những chúng sanh này không khác với ngạ quỷ là mấy? Đời sống những chúng sanh này, đời sống sanh này không khác với ngạ quỷ là mấy? Tức là nó cũng như gần gần giống ngạ quỷ vậy, nhưng mà nó hơn ngạ quỷ, chỗ là nó tục sinh bằng tâm quả thiện của nhân, nó khác chút xíu cho đó. Nhưng mà nó cũng sống theo rừng núi, sống gặp nhiều khi mình kêu, mình gặp mình kêu, giờ nhiều người ta thấy. Thấy nó là thấy nó té xỉu luôn, thân hình quá dị. Rồi đó là số 11, người phi hãng Atula ha. Số dòng ha. Rồi giờ mình đánh cho cái bông bự ha, đánh cho cái bông bự. Người thì vô tưởng được xếp vô người lạc vô nhân vì hai nguyên nhân. Vì hai nguyên nhân sao? Hai chấm. Người vô tưởng được xếp vô người lạc vô nhân vì hai nguyên nhân sao?
Cô tưởng được xếp là nguyên nhân vì hai nguyên nhân sao? Hai chấm một một không có tâm tục sinh nhưng có sắc mạng quyền, một không có tâm tục sinh nhưng có sắc mạng quyền. Rồi, xuống dòng A và xuống dòng B. B, bậc chứng đắc ngũ thiền sắc giới. Bậc chứng đắc ngũ thiền sắc giới. Nhưng chán nản tâm thức. Nhưng chán nản tâm thức. Cho rằng, vì có tâm thức mới có khổ. Chấm. Nhưng chán nản tâm thức vì do rằng vì có tâm thức mới có khổ. Vị ấy nguyện kiếp sau đừng có tâm thức. Vị ấy nguyện kiếp sau đừng có tâm thức. Phải. Do thiền lực nên sau khi mạng chung tái sanh về cõi vô tưởng. Do thiền lực nên sau khi mạng chung tái sanh về cõi vô tưởng. À, tức là chúng ta nhấn mạnh ghi chú là hai vấn đề này để cho mình biết tại sao người vô tưởng là vì trời mà tại sao được xếp vô là người lạc vô nhân. Bởi vì không có tâm tục sinh, người này tục sinh là không có tâm. Thí dụ bây giờ mà mình đắc ngũ thiền, nhưng mà khi mình tử, tục sinh trở lại, mà tục sinh trở lại bằng sắc mạng quyền thôi, chứ không có tục sinh bằng tâm. Sanh ra cái dòng tâm bị cắt đứt ngay đó. Sanh là nó có một cái thân tướng cái thôi, có sắc cho ta và có sắc bản quyền để nó gìn giữ sắc pháp nó tồn tại cho nó hết tuổi thọ luôn. Như vậy là không có tâm tục sinh nhưng mà có sắc bản quyền. Và bậc này thì gọi là bậc chứng đắc ngũ thiền sắc giới mới được nghe quý vị. Dưới ngũ thiền sắc giới thì không làm được cái này. Bậc chứng đắc ngũ thiền sắc giới họ đạt tới một cảnh giới tối cao của thiền sắc giới. Cho nên họ tới đó rồi họ mới suy nghĩ, thấy là cái tâm mình thiệt chán cái tâm này quá, cái tâm thức này nó phiền não đủ thứ, khi mà xả thiền ra là tham sân si nó sân khởi tùm lum, cái tâm bất thiện mình nó vẫn còn khởi, họ mới chán nản cái đời sống mà có cái tâm này. Thì lúc đó họ nghĩ như vậy là đúng thiệt, họ nghĩ là cái tâm nó làm họ khổ, họ nghĩ là đúng, nhưng mà họ sai ở cái chỗ rằng muốn chấm dứt được cái khổ này là phải chấm dứt luôn, không còn tái sanh lại nữa mới được. Nhưng mà họ quên, họ không hiểu được cái vấn đề đó. Mà họ mới nguyện là người kiếp sau có sanh lại thì đừng có tâm thức nữa. Rồi họ dính vô cái này liền, họ kẹt vô chỗ này. Họ kẹt vô cái chỗ mà cái lời nguyện của họ quá mạnh, với cái năng lực thiền của họ quá mạnh. Nguyện vậy cho nên sao vì mạng chung. Có tà kiến, đúng không? Tà kiến là chưa có thấy được đúng pháp, chưa có nắm được vấn đề như thế nào là thoát khổ, không biết được nguyên nhân khổ nó là cái gì. Bởi vì nguyên nhân của sự khổ không phải chỉ là tâm, mà nó còn là do chính cái sự mà tham đắm, cái tâm sở tham, rồi sự mà ái nhiễm, sự mà ái luyến ngạnh dục giới sắc giới vô sắc giới. Đó là tham chính là nguồn gốc cội nguồn của sự khổ, chứ không phải là cái tâm thức. Họ sai lầm gì đó, họ bị dướng mắt vào vấn đề này. Nguyện kiếp sau đừng có tâm thức. Thì nguyện mà với mình nguyện thì chưa chắc thành tựu, nhưng mà cái gì này cái tâm đó, mình thử tưởng tượng giờ mình muốn tu tập mà để đắc được sơ thiền trầy di tấp giải te tu, chứ không phải chuyện đùa. Mà họ đắc lên tới ngũ thiền luôn, lên ngũ thiền luôn, họ thấy cái trạng thái này nguyện liền, phát đại nguyện liền, đại nguyện thành tựu ngay.
gì đây, gặp đâu sao gặp được, trên cõi trời sao gặp được, cõi trời vô tưởng lấy gì gặp. Muốn gặp nó phải có thần thông, mình phải luyện thần thông. Cái gì đấy, không người người cái kia vậy. Ai, gặp ai, người nào, người lưỡng tính à. Thì gặp người kia cũng bình thường thôi chứ cái gì đó thì cũng bình thường đấy, người ta là người thôi chứ mình người thôi chứ mình có gì đâu, biết là lưỡng tính thì né đi, nhưng mà đừng sáp vô. Sáp vô mình cũng lưỡng tính luôn. Sáp vô xong game luôn, biết chứ sao biết, giao sáp vô giúp biết liền gì đó, sắp vô gần vô biết thôi, không biết dạ. Mấy mấy người lưỡng tính đụng vô cái họ không có phản ứng khác bình thường. Thì mình thương là chuyện của mình, là mình có tâm từ thì mình thương tội nghiệp phải thôi, nhưng mà mình phải suy xét về nghiệp lực của họ, tại vì nghiệp gì đó họ bị thôi, mình cố gắng mình tu tập đừng để mình bị dính vô cái trường hợp đó, dính vô chết luôn, nguyện cố gắng là đừng để vậy ha, phát nguyện đừng như bị dính vô, dính vô thật rồi. Nhưng mà khổ nổi trong kiếp luân hồi đó có gì khó mà tránh khỏi lắm, không có cái chúng sanh nào mình không có mặt hết, ngay cả lên cõi thiền mình cũng có đến đó nha, xuống cái tận địa ngục mình cũng có mặt luôn. Thành ra còn nào mình cũng có mặt, thành ra chúng ta phải có tâm từ là cái chỗ đó, phải thương yêu tất cả chúng sanh, thì tại vì như vậy mình cũng phát sanh lòng bi mẫn với họ. Thì mình cũng có từng đã làm như vậy chứ không phải không có, là cẩn thận ghê lắm, rất là cẩn thận, đừng khinh khi người ta, tội cho người ta. Thành ra giờ mà nhưng mà đừng ráp vô nha, Kim Dung gặp mà ráp vô thôi rồi, hay là Châu Nguyễn, hay là Nguyên Trang, vậy gặp người lưỡng tính ráp vô thì nó mình thành mình thành lưỡng tính luôn thôi, xong ghê. Chuyện giới khác, chuyện giới đâu phải người lạc vô dân đâu, mà cũng chưa biết nữa, nhiều khi trong cái gốc tục sinh của họ mình đâu biết được cái tâm tục sinh của họ, mình đâu biết được. Điều khi là về sau này không mới bị do cái tâm lý, do nghiệp tâm lý sau này không bị, đang người nam cái điện sống bình thường tới mức độ nào đó, do hoàn cảnh, do môi trường, do này kia nọ vân vân, mình không biết, không biết được cái đó, đó. Họ tự nhiên họ khoái, phải chuyển hệ đi qua Thái hay chuyển hệ. Ráp vô mình là thành phi thường, một phi nhân, thành phi nhân. Đó, cái này mình khó biết lắm, cái này này mình từ cái buổi phục sinh lần đầu tiên trong dòng, nếu mà người trong dòng chúng sanh mà thai sanh có trong vòng 3 tháng thôi và xác định được người đó, còn sau đó là không bị rồi, sau đó là không phải rồi, bị do cái gì khác, do nghiệp nào khác xem, do mình không biết được, này chỉ có bậc thánh nhân mới biết được, nhưng mình không biết là. Rồi ráp vô ha, ai ai muốn ráp vô cho bông coi, ai muốn ráp vô với người vô tưởng cho bông đi. Cho bông rồi nguyện cái dính liền với người sao siêu âm được, siêu âm sao biết được, có một hai tuần lễ sao biết được. Sao biết được, sao biết được siêu âm là bao nhiêu, hình như mấy tháng mới siêu âm được, 6 tháng hả, 6 tháng siêu âm mới được, mới thấy được nha. Sao biết, cách gì để mình biết được đây, làm sao mình biết được,
mình đâu có tha tâm thông, mình đâu cần thông đâu, mình biết được. À, biết được, gặp người có hai bộ phận luôn, trời biết. Lúc nó này, lúc mà nó hứng lên nó nổi quá kia nó chuyển hệ, chào qua chào lại rồi. Không biết đâu, không biết đâu. Mà biết cũng chịu thôi, giờ nếu mình giờ mình có biết rồi cũng chịu thôi, con mình mà giờ sao vậy? Chịu thôi chứ biết sao. Còn thấy mà mình sợ quá thì tính sao? Rồi, giờ mình qua cái vụ đi, vụ đó ớn quá, vụ đó. Rồi tới người số 3 là người nhị nhân có hai từ, có bị hai từ luôn. Có hai từ Bali ha. Đá quý hề tú cá bút cá lắc, hoặc là đú hề tú cá bút cá lắc. Người nhị nhân. Và người này là được xếp cho là loại người nhị nhân nha. Nãy là mình học cái là mới là người lạc vô nhân thôi nha quý vị. Đừng lầm lẫn nha, nó nhảy vào người khác nó kẹt không. Rồi, tâm tục sinh, 2 chấm. Người nhị nhân sử dụng tâm tục sinh, 2 chấm. À, theo quý vị tâm tục sinh là tâm gì đây? À trật rồi, tâm quan sát và xả quả thì là trật rồi nha. Người nhị nhân 4 tâm quả dục giới ly trí, đúng rồi, tâm quả ly trí. Một trong 4 tâm quả dục giới ly trí. À, phải ghi ra rõ ràng tâm tục sinh là 1 trong 4 tâm quả dục giới ly trí. Có 2 nhân. Vô tham, vô sân, đồng sanh. Có 2 nhân, vô tham, vô sân, đồng sanh. Cái lộn này bài nhà lộn vậy em nhớ lâu hơn. 1 trong 4 tâm quả dục giới lý trí, có 2 nhân, vô tham, vô sân, đồng sanh, thì được gọi là nhị nhân là như vậy đó. Nhưng bởi vì cái tâm tục sinh nó chỉ có 2 nhân thôi, mới ghi là nhị nhân. 2 nhân là vô tham và vô sân, đồng sanh chung trong cái tâm tục sinh đó, thì được xếp vô là người nhị nhân. Rồi xuống dòng mình đánh cái bông đồng vòng cái. Đánh cái hoa thị hả? Có thân đầy đủ, không bị khuyết tật bẩm sinh. Có thân đầy đủ, không bị khuyết tật bẩm sinh. Không khác gì người tam nhân. Có thân đầy đủ, không bị khuyết tật bẩm sinh. Không khác gì người tam nhân. Nó chừng bị ám ảnh hả? À, hà cái chừng ra gặp lưỡng tính cái toàn người về lạc vô nhân cái rồi xong. Chưa có tâm đầy đủ không thì ta cũng xin không khác gì người nhân được rồi. Là người dị nhân này nó sanh ra là bình thường, không có gì đó, cũng sanh ra bình thường chứ không như người lạc vô nhân. Sinh ra bình thường thôi, à, cũng người bình thường cũng có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân đầy đủ, không có bị khuyết tật gì đó, không có khác gì người tâm nhân hết. Còn cái về sau mà bị này bị kia đó là cái đó là chuyện khác ha, thì vẫn là người dị nhân như thường.
Rồi xuống dòng đánh cái mông tiếp. Không thể đắc thiền hay đạo quả. Không thể đắc thiền hay đạo quả. Vì không có nhân vô si làm nền lúc tục sanh. Vì không có nhân vô si làm nền lúc tục sanh. Không thể đắc thiền hay đạo quả vì không có nhân vô si làm nền lúc tục sanh. À, tức là người vị nhân này giờ có tu cỡ nào tu thì cũng không thể nào chứng đắc được đạo quả hay thiền. Bởi vì ngay cái tâm gốc của mình, cái tâm gốc mà không có cái chủng tử mà trí tuệ thì vô phương. À, tu cùng lắm là lên gần chút xíu thì khó lắm vậy. Lã là vị nhân khó đắc lắm. Có thể mà đi vô tới cận định là đã là nhìn như là gần như không có luôn, rất là khó. À, xuống dòng trú xứ hai chấm, sống trong bảy cõi vui dục giới, sống trong bảy cõi vui dục giới. À, tức là những người nhị nhân đó, mà có mặt trong bảy cõi vô dục giới, tức là có người mà sáu cõi trời dục giới, tức là có đầy đủ ha, là người nhị nhân có luôn, tất cả những cõi trời đều có luôn. À, cho nên chúng ta thấy là người nhị nhân mà có mặt khắp cõi mọi nơi ha, trong cõi dục giới, nhưng mà qua sắc giới vô giới thì không có, bởi vì cõi thiền thì chắc chắn là không có mặt. Thì như vậy trú xứ của người nhị nhân là chúng ta được biết là có hiện diện ở bảy cõi vô dục giới. Ngay cả giờ mình là người nhị nhân cũng mình cũng không biết mình là dị nhân hay tam nhân đây nhé. Nhiều khi mình cũng là người dị nhân luôn, sao biết được ha. Rồi xuống dòng trong thời bình nhật hai chấm, trong thời bình nhật tâm hai chấm có 41 tâm, 41 tâm. Rồi, 12 tâm bất thiện có không quý vị? Hello, 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện có đầy đủ ha, không thiếu ha. Rồi, ghi vô 12 tâm bất thiện. 18 tâm vô có đủ không? Hello, 18 tâm vô nhân, không thiếu tâm nào phải không? Hello, đủ hết ha. 18 tâm vô nhân. trừ 1 17 đúng rồi, xa thấu trừ 1 ra, trừ cái vi tiếu ra ha. Vi tiếu là của bậc A-la-hán thì dị nhân sao có được. À, thành ra còn bao nhiêu là 17 vô nhân trừ vi tiếu. 17 vô nhân trừ vi tiếu. Rồi dục giới tịnh hảo, 8 thiện dục giới tịnh hảo có không? Hay là chỉ có ly trí thôi, tám thiện giới tịnh hảo có không? Đầy đủ không? Có đủ không? Có đủ tám thiện dục giới tịnh hảo luôn, xà thú, xà thú. Đúng là trong cái đời sống bình nhật, họ vẫn có thể phát sanh được như thường. Tám thiện dục giới tịnh hảo. Rồi, tám quả dục giới tịnh hảo có không? Tám quả dục giới tịnh hảo có không? Bốn thôi, đúng vậy. Cái gì vậy? Bốn thôi, sao bốn quả hợp trí nữa? Bốn quả ly trí, sao bốn quả hợp trí? Hồng Nhung bắt lộn pháp ha. Bốn tâm quả ly trí thôi, làm việc tục sinh của người dị nhân. Bốn tâm quả ly trí. Rồi, đúng rồi, rồi. Bây giờ mình ghi lại ha. 41 tâm là 12 bất thiện, 17 vô nhân, 8 thiện dục giới tịnh hảo, 4 quả ly trí. Cộng 8 siêu thế, ê quên, cộng 8 di tác, đúng không? Cộng 8 di tác nữa, phải không? Alo. Hay vậy là, sao biết hay vậy là. Rủi có sao? Có khi nào rủi có không quý vị? Có khi nào rủi nó có di tác không?
không? Never. Ok rồi, xác định chính xác ha. Xác định chính xác là never. No way. Rồi ghi ra là 4-5 rồi. Ông thư ký ông ghi đủ chưa? Ông thư ký ghi chưa? Alo. Rồi tâm sở cũng vậy ha, tâm sở có đầy đủ không thiếu gì hết ha, 52 tâm sở đầy đủ. Rồi tâm sở đầy đủ. Rồi bây giờ mình xuống mình đánh ba cái bông, đánh ba cái bông đầu dòng. Mình nhấn mạnh cái vấn đề này ha. Ba cái bông: người khổ, người lạc, người nhị nhân. À, tức là ba cái bông ha: người khổ, người lạc, người nhị nhân, gọi là phàm phu vô phần. Phàm phu vô phần. Phàm phu vô phần. À, là cái chữ đó, Phật Ba Bút Thút Cha Lá, phàm phu vô phần, ráp cái chữ đó vô luôn, tức là hạng người này không có phần để đắc đạo hay quả, tức là những hạng người này không có phần để đắc đạo hay quả, à, ráp vô người khổ, người la, người dị nhân, gọi là phàm phu vô phần. Tức là những hạng người này không có phần để đắc đạo quả. Không có phần để đắc đạo quả. Và nhấn mạnh chúng ta thấy là ba cái loại người này, người khổ, người lạc, người dị nhân. Và như vậy không tu cỡ nào tu, không thể nào đắc được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại này. Để gieo duyên, gieo giống để kiếp sau làm tiếp, kiếp sau tu tiếp. Mà nếu mà kiếp này không tu thì kiếp sau miễn luôn. Rồi học thêm người cuối nữa ha, là người tam nhân. Số 4 là người tam nhân. Học thêm người nữa rồi thì đó học tiếp. Số 4 là người tam nhân. Thì hề tôi cam bút cả lá. Thì hề tôi cam bút cả lá là người tam nhân. Là người tục sinh bằng tâm quả tam nhân. Là người tục sinh bằng tam quả tam nhân. Là người tục sinh bằng tâm quả tam nhân. Tức là cái tâm quả nó có ba nhân, vô tham, vô sân, vô si ha, có đầy đủ ha. Người tục sinh bằng tâm quả tam nhân. Có 13 tâm tục sinh tam nhân. Hai chấm. Có 13 tâm tục sinh tam nhân. Rồi, rồi quý vị liệt kê thử coi. 13 tâm tục sinh tam nhân là những tâm nào đây? Mười ba tâm tục sinh tam nhân. Rồi, Đông Triều ghi xa thú ha. Bốn tâm quả dục giới hợp trí cộng chính đáo đại, chính xác ha. Bốn đại thiện quả hợp trí cộng chính đáo đại, tức là bốn tâm quả dục giới hợp trí cộng năm quả sắc giới cộng bốn quả bộ sắc giới, ghi đầy đủ luôn ha. Bốn
tâm quả dục giới tịnh hạ hợp trí cộng 5 tâm quả sắc giới cộng 4 tâm quả vô sắc giới. Và như vậy mình có được 13 tâm tục sinh tam nhân. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng. Người dục giới hai chấm. Tục sinh bằng tâm nào quý vị? Tục sinh bằng tâm nào đây? Alo. Bốn tâm đại quả dục giới hợp trí, chính xác ha. Bốn tâm đại quả dục giới hợp trí là người dục giới. Rồi ghi ra ha. Rồi người sắc giới tâm nào đây? Người sắc giới bốn tâm đại quả dục giới ly trí, đúng không? Người sắc giới bốn tâm không chịu hả? Năm tâm quả thiện sắc giới này đó, trời ơi, hà kia năm quả thiện sắc giới làm mới đúng không ta? Nhớ dục giới mà nhớ năm tâm quả thiện dục giới, đúng không? Phải dục giới không? Hello. Rồi ghi vô người sắc giới hai chấm, năm tâm quả sắc giới, năm tâm quả thiện sắc giới. Rồi tới người vô sắc giới là bốn tâm quả thiện vô sắc giới. Người vô sắc giới. Rồi như vậy là xếp vô ba cảnh giới về người dục giới, người sắc giới, người vô sắc giới. Và xuống dòng cho cái bông thiệt bự đó, có khả năng chứng đắc thiền đạo quả ngay trong kiếp hiện tiền. Đánh cái bông đầu dòng người tam nhân thì ghi rõ là người tam nhân. Quả cũng được nhưng mà thực sự mình nói quả thiện luôn đi cho nó rõ ràng. Nó cái nào cũng rõ ràng. Tập cái thói quen cho nó rõ ràng chính xác để coi dễ lầm lẫn cái này kia nọ. Tâm quả dục giới, tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới, mình có thể dùng tâm quả thiện dục giới, tâm quả thiện vô sắc giới, tâm quả thiện sắc giới, dùng chữ thiện vô nhé. Tại vì nó là kết quả thành tựu của những cái tâm thiện cho xuống, nó cho ra mình dùng cái từ cho nó rõ luôn, nói cho tiết kiệm chi có một chữ ha. Tiết kiệm gì con chữ thôi mà nhiều khi nó phiền phức lắm vậy, sai cái là phiền lắm. Giống như bây giờ mình là gái mình không có nói mình là gái, mình trai mình không có nói mình là trai, mình cứ nói ngang rồi người ta tưởng mình người lưỡng tính nghe thật rồi xong rồi. Rồi xong mất công hà đi kiếm người lưỡng tính nói chuyện nữa phiền. Thì đúng rồi, sắc giới chỉ có thiện, thiện cho quả sắc giới thôi. Thiện sắc giới cho quả thiện sắc giới, thiện là phải cho quả thiện chứ. Không lẽ thiện sắc giới cho quả thiện vô cho thiện dục giới nữa. Rồi đến cái bông chưa, đến cái bông. Người tam nhân có khả năng chứng đắc thiền đạo quả ngay trong kiếp hiện tiền, ngay trong kiếp sống hiện tiền. Thì đúng rồi, muốn nói gì cũng được, nói gì cũng đủ rồi, thì nói gì cũng được, tùy thế thích nói vậy. Còn mình không thích mình nói đủ ra luôn chứ đâu có gì đâu. Rồi có khả năng chứng đắc thiền
tạo hóa ngay trong kiếp sống hiện tiền. À, là cái vấn đề mà chúng ta thấy về người tam nhân có những cái vấn đề khác cái người dị nhân, người lạc vô nhân và người khổ, nó khác rất là nhiều ha. Người tam nhân là người được tục sinh ra với cái tâm quả tục sinh có đầy đủ vô tham, vô sân, vô si, nhất là cái nhân vô si và cái nhân trí tuệ. Nhân trí tuệ này sanh là người tam nhân thì được rất là nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là có thể là chứng đắc được những cái tầng thiền cao, có thể chứng đắc được đạo quả, hoặc là người tam nhân cũng có thể học được những cái pháp, mà những cái bộ môn, ngay cả pháp đời cũng có thể học được những cái rất là sâu sắc hơn người bình thường. Nhưng mà cũng vẫn có những người tam nhân trong đời sống bình thường họ vẫn không biết gì ha, vẫn dốt như thường. Nhưng mà khi mà nói tới đạo quả họ tu, họ đắc cái bụp bụp. Có những trường hợp rất là đặc biệt. Rồi như vậy chúng ta tạm tới đây đi ha. Tạm học tới cái phần này. Tuần sau là mình học tiếp theo là trong đời sống bình nhật của người tam nhân. Trong đời sống bình nhật, trong đời sống bình nhật, hay ghi cái chữ này để nhớ nha, tuần sau nhắc nha. Trong đời sống bình nhật, cái gì chiều tuần sau nhắc thầy là học tới đây nha, năm học tiếp. Vậy đó. Rồi, ok. Thì như vậy hôm nay mình học này cũng là cái duyên để mình gieo chủng tử trí tuệ. Cái duyên để chúng ta để có gì kiếp sau nó sanh là làm người tam nhân. Chứ không phải sanh làm người lạc vô nhân, mà người lưỡng tính thôi. Lưỡng tính thôi, má nhìn không ra luôn. Rồi, hôm nay chúng ta lên học được bài pháp rất là tuyệt vời ha. Do phước báo này nguyện cho tất cả chúng ta luôn được có một đời sống an lành tốt đẹp trong cái mùa này, đại dịch này ha. Nếu có luân hồi thì nguyện đừng bao giờ rơi vào bốn cảnh khổ, luôn được sanh làm người làm trời và có trí tuệ Phật sáng suốt, sanh làm người tam nhân và sớm chứng đắc được đạo quả niết bàn ngay trong những cái kiếp sống mà chúng ta cần phải có đầy đủ nhân duyên như vậy. Nguyện chúng ta được thành tựu trí tuệ chứng đắc đạo quả, đồng đều nhau cả thể. Bao tu sập ba mang ngà lang ra khan tu sập ba đê ba ta sập ba bột tha nu pa ve na sập thi pa wan tu te. Bao tu sập ba mang ngà lang ra khan tu sập ba đê ba ta sập ba tham ma nu pa ve na sa da sập thi pa wan tu te. Bao tu sập ba mang ngà lang ra khan tu sập ba đê ba ta sập ba tham ma sập ba sang kha nu pa ve na sa da sập thi pa wan tu te. Mô tha ya nam mô tam ma ya nam mô sa ha ya. Rồi, xin dừng mic lại cho MC Triều nha. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe Phật. Phật Thi Đà Na Ra Đề Đà Đề Văn Vã Sân Tỷ Nguyên Hà Đông Hòa Xí Nghị Thủ Tệ Khá Rệ Bồ Dũng Thế Lê Ta Hình Ta Hình Ta Thầm Má Đà Nệ Phá Hoàng Tư Cụ Chí Tà Sắc Thình Ca Rộ Đề Tha Quý Hà Lá Mạng Đá Lê Đề Đà Chắc Chà Nau Má Kà Chí Tịch Khá Lô Sa Rà Mí Kà Đà La Phá Tà Tị Vũ Bà Sá Kà Gà Mà Chá Đề Sa Nga ma cha ít sa la sa ma na phu ta su ki ta ta wa tu te cha la vi cha ye vi cha an ta sam pa wa sam se da cha ta na tha vô pa pa di ka nga di ka tha ma wa ra Atichate sabbe nituvukha sankaron usam kaya Atichira sabbam thammo Amakara japukyala sankho moru Samakho va appayacha vipayacha Amhe rakkato
sát tham mô sát đề bi tham ma cha ri no bút tình sát ma u ne ya tham ma ri ya ba we bi te Thank you.